bầu ăn vô tư luôn. Em sợ cái tay nhỉ con mẹ thì không. Cá này nó không tay. Em thích ăn mai thì nếu cho con cá chép. Thôi mai em đi làm rồi. Để nhà đi mua cho vợ. Trước một cá chuối bảo ăn cá nào không nó không mua. Cá nào nó không tanh thì ăn được, nhưng cá mè thì không ăn được. Mè thì không. Ai làm đấy cũng được cái chứ, đang có lẽ vừa nhớ tầm 20 cân thôi. Nhưng mà em ạ, à, từ cái lúc mà lợn dịch giờ nói ở trên TV nhiều, không ai ta ăn cái đùi đâu, truyền cái đùi lợn ấy vớ vẩn mới quay. Nó ở quê thì nó ấy nó dễ hơn, không như ở phố. Quê thì toàn người làm thì nó cũng dễ, thì người ta cũng biết. Cái em ở dưới kia chỗ làm nó hay có, nó quay cả một con lợn rồi ăn như để sẻ ấy, hay không? Đây dân. Chân mình đây rồi. Còn vịt, vịt gà, để lòng lợn, lòng quay mình chứ. Mùa đông này làm cái này thì ok, nhưng mùa hè thì hơi kinh. Cho nó tự quay. Có cả cái đồ quay nhưng chị không thích quay. Quay cái này nó nướng nó không được bao nhiêu, nó chỉ được 3-4 con. Không giống như là vịt này. Nướng tay này ngon hơn là kiểu quay kia. Nó được nhiều. Nướng tay này sẽ hơi mộng. Ngày bán hết chục con không chị? Chục con đấy ạ. Này là chị lướng 15-16 con, nhưng khách vừa lấy 6 con rồi. Bố người ta bây giờ thì đặt 5-10 con. Em ở Thành Gà chứ? Ờ, em ở Lại Châu mà. Làm to làm tạm bợ thôi. Còn nếu mà kiểu như là chẳng hạn như là có thuê thầu thì hạn như là 25 một thế. Em gái ở mãi đây. Hay là 15 một thế thì thầu đấy thì xây cửa hàng to ấy. Chỗ này bán gì cũng được. Tiện. Chín rồi bà.
có đi làm không mà mua sớm đấy? Không mua làm về. Cá. Em quay cho tôi chơi mà anh. Em mua em quay chơi. Dạ. Em chơi cho vui. Về rồi. Ơi bảo câu hải mang thì mang ít với bóng lên đây nhá. Ở trong bụng có nhất cái gì? Có nhân mà. Nhất dầu. Ừ dầu. Chuyên cái này nướng bao giờ? Nhà hai bố con là vừa nay đấy mỗi tuần ăn phải 3 lần cá. Nhà em không hen cá nhưng mà em thấy bán mới em đi qua mới đẩy dạo này thấy bán nhưng mà trước có bán mấy đâu nhỉ? Thì bán suốt mà nghỉ đúng 3 hôm là em hay mua vịt thì không được cá bao giờ. Không thấy quay cái tưởng là quay vịt đẩy kỹ mới thấy là con cá. Ôi kẹp kiểu gì mà nướng nhà mày điêu manh anh Hải ơi, về lấy cái tủ bánh kẹp không kẹp mà. Nhà có lò vi sóng không? Không có. Có lúc nào nguội em bật lên. Bếp ga hay bếp củi? Bếp ga, em đặt lên bếp ga cứ đặt cả cái vị này vào lên này. Cho nó lỏng lên để mà chưa ăn ngay. Điều này chứ
ơi, căn cục kiểu y nướng kiểu gì? Riêng về kho.